Hết ung thư và nhiều lần được dẫn đi thăm địa ngục nhờ chép kinh Địa Tạng. Phật pháp nhiệm màu, chuyện có thật về cuộc đời của bạn TT. Em có cơ duyên được chép kinh Địa Tạng từ cuối năm 2019. Tâm em rất hoan hỷ vui mừng khi được chép kinh. Em có suy nghĩ ước gì sau này em được là thị giả của Ngài Địa Tạng Bồ Tát để cứu khổ tam đồ và siêu độ thai nhi. Sau khi chép xong quyển kinh thứ nhất, em mơ thấy hai người đầu trâu, mình trần, quấn khố, cao khoảng 2 mét, người thì vạm vỡ, cầm đinh ba chỉ, đi từ cửa sau nhà vào phòng em bắt em đi. Lúc đó em rất khó thở, nghĩ chẳng lẽ mình sắp chết nên em niệm Phật, thì thấy người đỡ hơn, rồi hai người kia biến mất. Ngày mai, em vẫn mơ thấy y chang như vậy. Tới ngày thứ ba, em vẫn mơ thấy hai người đó tới tiếp, nhưng lần này họ đi cùng với một thầy tu. Vị thầy nói với hai người kia thả em ra, hai người đầu trâu thả ra rồi biến mất. Em thấy mình cùng vị thầy đó đi tới một nơi, trên cao nhìn xuống, người đông không thể định lượng, còn chỗ đó thì rất là rộng lớn, không thể nhìn thấy vách, mọi người ai cũng quỳ, chờ tới lượt hành hình. Có một người đầu trâu bắt người tội để lên trên bàn bằng đá, chặt ra từng khúc, rồi bỏ vào máy xay. Lúc đó em chỉ biết ngồi khuỵu xuống khóc nức nở, đứng không nổi. Từng cảnh tượng y như thật, không nghĩ là mơ. Vị thầy đó nói với em phải ráng tu, không thì sau này em sẽ vào đó. Khi chép xong quyển thứ hai, em thấy được địa ngục Xê Tông. Và khi chép xong quyển thứ ba, thì thấy vào địa ngục vạc dầu sôi, thật là kinh khủng. Em đã có chồng, người chồng của em lúc nào cũng gây khó dễ với em, hay chửi đánh vô cớ. Dù em có làm tốt đến đâu cũng không vừa lòng, nhưng ngược lại, em rất thương chồng, không bỏ được, không hiểu tại sao. Em cứ khóc than với mẹ Quan Âm, tại sao bất công với em như vậy. Cuộc đời em hay gặp trắc trở. Khi chép xong kinh Địa Tạng quyển thứ tư, em nằm mơ thấy kiếp trước, nhân duyên của vợ chồng em thấy em là chủ, chồng em là tớ, em rất hung dữ, hay đánh chửi người tớ đó, còn người tớ đó rất hiền, rồi kiếp tiếp theo, em với chồng em là vợ chồng, trong ngôi nhà lá, có người mẹ chồng với hai đứa con nhỏ, chồng em thì rất hiền, thương vợ con và đi làm vất vả nuôi cả gia đình. Còn em thì hung dữ, không biết thương chồng, hay chửi chồng, còn đi ngoại tình với người đàn ông khác. Lúc thức dậy em nghĩ, có phải kiếp trước của mình không? Sao mình lại hung dữ đến vậy? Nửa tin nửa ngờ, tại chỉ là giấc mơ. Và em không dám kể cho chồng em nghe, bởi chồng em hiện giờ rất hung dữ. 5 đến 7 ngày sau, chồng em mơ giấc mơ y chang em, kể cho em nghe. Giờ tin đó là sự thật, bởi kiếp trước em gây nên nhiều ác nghiệp với chồng em, nên kiếp này chồng em đòi nợ. Nghiệp báo có vay ắt có trả, không phải không báo mà chưa tới lúc để báo. Một khi hội tụ đủ duyên đủ nghiệp sẽ trổ quả, vui sướng hay đau khổ là do mình đã làm mà ra. Năm em 17 tuổi bị ung thư ác tính. Bác sĩ nói em phải hàng tuần vào tái khám, không thì không thể sống hết một năm. Còn tái khám là có hy vọng thôi chứ chưa chắc đến 3 năm. Em với mẹ em cầu Bồ Tát và niệm mẹ Quan Âm cứu khổ cứu nạn, và trong bệnh viện đọc chú Đại Bi. Em ở trong bệnh viện nửa tháng, đêm nào em cũng khóc ra trước sảnh nhìn trời khấn mẹ Quan Âm. Cái hôm còn 3 bữa nữa ra viện thì em ngửi thấy phòng em mùi hoa, mùi hương. Cái hôm còn 3 bữa nữa ra viện thì em ngửi thấy phòng em thơm mùi hương hoa lài nhẹ nhàng. Em hỏi chị kế bên giường, chị có ngửi thấy mùi gì không? Thì chị đó nói là không nghe mùi gì hết. Lúc đó 10 giờ sáng, đến trưa em ngủ thì thấy một phụ nữ khoảng 50 tuổi mặc bộ đồ bà ba đen đi tới giường em, thọc tay vào bụng em móc ra cục máu.
Cảm giác em đau nên la khóc, bà đó cười và chửi, nói để chữa bệnh cho em. Rồi khi xuất viện là không vào tái khám nữa luôn, bệnh viện gọi điện thoại chửi em, kêu em sao không vào tái khám để hóa trị, có gì không được đổ thừa cho bệnh viện bác sĩ. Em sống tới giờ là được 7 năm, cảm thấy Phật Pháp nhiệm màu, em như một chân bước vào cửa môn quan rồi đó, ai cũng nói em là kỳ tích. Lúc năm 14 tuổi, em thấy mình đi theo một đoàn người rất đông, họ đi thẳng hàng, mặc đồ trắng, trên tay mỗi người cầm một ngọn nến trắng, mặt mày ai cũng ảm đạm, sầu bi, trời âm u, ớn ớn. Cách khoảng 20-30 người là có hai người mặc đồ đen, đi hai bên cầm dây roi, nhắc nhở đoàn người áo trắng. Em mới hỏi, người đi trước em sao trên tay lại cầm nến trắng? Người đó nói, ai chết rồi mới đi xuống đây. Em lúc điếng người nghĩ mình chết rồi sao? Sao mình không có cầm nến? Thấy đi đến một đoạn đường thì phân loại chia làm hai, đi hai đường. Em không biết mình đi theo nhóm nào, thôi thì đi đại theo một nhóm. Thấy leo lên ngọn núi, thấy rất khó leo. Lúc đó sợ quá, cứ ráng leo lên. Thì thấy có một vị mặc áo nâu sòng, giơ tay ra giúp em lên. Lên tới nơi thì thấy được ánh sáng, không còn thấy u ám nữa. Em hỏi đang ở đâu, thì vị đó nói đây là núi Tu Di, rồi không thấy đâu nữa. Em thấy có một chánh điện, em đi đến. Sao em không thể vào được, chỉ đứng ở ngoài nhìn vào. Thấy người ta đang mặc áo tràng, nghe tượng Phật đang thuyết pháp. Không trung là hoa hồng với hoa ly bay lả chả trong chánh điện rất đẹp, còn có hương thơm. Em nói cho em vào với để lạy Phật, mà người canh cổng không cho, bảo em không đủ cơ duyên được vào. Và rồi em tỉnh dậy. Diệu Nhi chép lại theo lời kể của tín chúng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni So ha ha.